Vâng, chào các bạn ạ. Chào mừng các bạn tiếp tục trở lại với điện tử Tắm Hoa, địa chỉ tại trung tâm Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trở lại với video test muộn một cặp loa bãi xịn của Martin. Trên màn hình của các bạn đây là một cặp loa Martin mà mình test muộn cho bạn bạn gì đây? Bạn Hoàng Sự, bạn Hoàng Sự. Vâng, bạn có địa chỉ ở Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và bạn đặt bên mình một cặp loa Martin sở hữu một bát 40 và một check gain. Đây là mặt sau của cặp loa mà bạn Sự đặt bên điện tử Giám Hoa. Đây là cặp loa Martin S15+, và mới mặt sau của chiếc loa được hỗ trợ bằng hai cổng lưu trích vào và ra. Sơn sần nhé, sơn sần nhãn các bạn ạ. Đó. Thùng gỗ với cái chiều sâu của loa là 45, với chiều sâu của loa là 45 cm này, chiều ngang của loa là khoảng 50 cm này. Đó, với chiều cao là 2, 4, 6 vào chưa đến 80, chiều cao khoảng 76 cm. Và với trọng lượng của chiếc loa Martin 15+ hàng bãi, nó vào khoảng 38-39 kg. Và từ của bát là từ 220, chạy côn 100, màng giấy gân vải tẩm dầu các bạn nhé. Giá của cặp loa này là 8.600.000 đồng. Và 8.600.000 đồng, các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên mình theo hai số máy 0974 637 646 và 0918 249 265. Mà thì với cặp loa này mình test muộn có lý do, lẽ ra là mình test mình gửi cho bạn Sự vào ngày 27, tức là buổi sáng buổi chiều thứ tư, nhưng mà cơ tại vì là công việc, có chút công việc cho nên là công việc bận, mình không gửi bạn Sự được. Thì thành thật xin lỗi bạn Sự, mà mình xin lỗi bạn, mình sẽ gửi bạn muộn mất một ngày, mình test muộn và gửi vào chuyến xe buổi sáng mai, là sáng thứ năm ngày 28 tháng 11. Vâng, mình đã lau chùi sạch sẽ với cặp loa của bạn Sự. Như trên màn hình các bạn đang theo dõi, cặp loa đã sạch sẽ, đã được vệ sinh sạch sẽ, và chỉ việc test qua là ok, là đóng gói để gửi cho bạn Sự. Các bạn có nhu cầu những cặp loa bãi Martin bát 40 từ 220 côn 100 một check kèm giá 8.600, xin hãy liên hệ cho bên mình theo hai số máy 0974 637 646 nhé, và 0918 249 265. Và sau đây mình test để gửi đóng gói gửi cho bạn Sự. Sao em thì em nói em.
hợp cho